chuẩn bị. Bắn quá trời bắn luôn. Vậy sang đây đứng nè. Tôi cầm cao đi sang đây đi. Bình tĩnh hả? À? Đó mà cười đi. Rung. Bà leo lên, bà đi ra đi. Như là bong bóng này. Nhớ cái gì? Cái này mấy cục filler á. Cái này mà đi bệnh viện mất thẳng tiền này. Ừ. Cái này tìm tê vô rạch ra thôi gì á. Dụ phố. Ta xong dám bóp bóp nhiều, về bóp nhiều là nó sẽ đau không? Ừ. Tâm đúng không? Nó không đúng không? Còn nữa thì lượng cái xác lên cũng này là đỉnh rồi đó. Trân tinh này. Quay máy mình là mình cần liếc sang của ông ấy xem nó đã. Nhà chắc hôi lắm. Ngửi đây đâu, mùi đâu. Có mùi không chị? Không. Cái mụn của anh hồi nãy em nặng hôi lắm. Và mụn trắng đầu trắng là hôi quá là hôi. Ông ơi anh là hôi chứ mùi lắm nhá. Ông nó là cái mụn á. Mắc mắc cái bây giờ. Hôi lắm. Cùi này cực hả? Mẹ đang đói thì chưa? Đúng rồi. Cùi này cái thể nó bắn như pháo bồng á. Cái thể cùi này nó khó lắm. Trả thể đứng lại đi. Em dừng đi, em dừng đi, em cách nấu lại em được. Đây chị Ngân nha. Mà thấy luôn cái số luôn. Ừ, cái số luôn, lúc nào nó số. Là cái tuổi này đó, lấy tuổi cho mấy chị có
Này có túi à. Chuộng còn nhiều lắm. Cái này họ kêu là giống mì tim filler mà vị nó cũng cục luôn. Còn nhiều. Sợ cũng đau. Chuẩn bị tới giai đoạn khó rồi đó. Chù, sẹp rồi nè. Giai đoạn này giai đoạn khó nè. Lấy chị cái kìm đi em ơi. Giống cái chị hôm nọ ấy chị, giống cái con bé hôm nọ trốn mắt ấy chị. Chị cho em xem á. Con tục vô răng á. Dạ. Nhắm mắt lại đi nha, đừng mở nha. Không mở mắt là đỡ sợ. Thèm chè Thái nè. Thế bọc quá.
chùi camera dưới đó hề. Chỗ này cũng có một cái ù này, khâu này để mụn mà nó kiểu như để lau á. Em biết hôm về ở nhà mà em dạ không chịu đau không tốt, cố gắng em nghe, hơi đau vậy dễ mà. Xin á, câu này nặng xăm chắc phải cho ra nó mua thuốc về uống quá. Vì nó có mấy cục u. Dạ. Đúng rồi. Để nặng đây chứ.
Ô vậy ra không tốt ghê. Mẹ ở đâu mua Phật với cha mẹ. Cô bạn có nhanh không để làm gì, tối về còn đi chơi. Mấy tuổi rồi em? À, 16 tuổi. Hạt học à, mèo không 15 tuổi rưỡi. Cố gắng đi chứ không để mặt bị hư đó nha. Dạ dạ. Cố gắng cho nó đẹp trai. Bây giờ nghe tiếng bụt rồi. Em nó nhìn bóng bóng quá trời. Nuôi mụn tóc quá mà. Có điện thoại không? Có điện thoại về. Ngoài mùa sao. Mẹ đang cảm giác đứng mỏi. Mấy phút? 10 phút rồi. Mấy cái 10 phút mà. Mẹ đứng 40 phút được mà. Mới có xíu mà ngày này phải lao động đi chứ nhận được tiền mà. Đúng mẹ à, chào mơ đó. Với bé Huyền. Người yêu hai người. Người nó hẹn hò rồi. Ghê. Này ai mà bắt gặp là kêu là xù hai người đi ngoại tình này. Thiệt luôn á. Mà không nghĩ là mình biết ấy. Thì cái có nhiều tình huống là kêu là ông Bi này với anh Huyền là lén lút. Đúng không? Chị nó làm cục này này quay clip khác. Mà không biết cục nó ra răng đây chưa. Mấy phút rồi hả? 12 cũng mỏng để chuẩn bị ra.
con ăn mụn là thích con lấy cái sạch ra, lấy em sạch ra là bực tức lắm. Có chè không?